rủi ro lớn nhất năm 2024, trí tuệ nhân tạo làm gián đoạn bầu cử. Báo cáo mới nhất của Diễn đàn Kinh tế Thế giới, WEF, xếp hạng thông tin sai sự thật do trí tuệ nhân tạo, AI, tạo ra cao nhất trong danh sách các rủi ro lớn nhất năm 2024. Khoảng một nửa dân số trưởng thành trên thế giới sẽ tham gia bỏ phiếu trong năm nay. Trong bối cảnh đó, lo ngại về vai trò của trí tuệ nhân tạo, AI, trong kết quả bầu cử đã đứng đầu danh sách những rủi ro lớn nhất năm 2024. Báo cáo rủi ro toàn cầu 2024 vừa được WEF công bố hôm 10 tháng 1 xếp hạng thông tin sai lệch và sai sự thật xuất phát từ AI cao hơn cả biến đổi khí hậu, chiến tranh và suy yếu kinh tế. AI có thể xây dựng các mô hình gây ảnh hưởng đến số lượng lớn cử tri theo cách chúng ta chưa từng thấy trước đây. Carolina Klein, Giám đốc Thương mại châu Âu tại hãng tư vấn Mass McLennan, đơn vị đồng sản xuất báo cáo, chia sẻ với CNBC. Nó sẽ có kết quả ra sao là điều rất quan trọng cần chúng ta theo dõi. Nhìn xa hơn, cán cân rủi ro trong thập kỷ tới sẽ chuyển dịch sang điều kiện thời tiết khắc nghiệt và những thay đổi quan trọng đối với trật tự thế giới chính trị. 2/3 số người được khảo sát dự đoán một thế giới đa cực hoặc phân mảnh mới sẽ hình thành. Trong báo cáo rủi ro toàn cầu, WEF bày tỏ lo ngại về thông tin sai lệch do AI điều khiển ảnh hưởng đến các cuộc bầu cử năm 2024. Báo cáo của WEF khảo sát hơn 1.400 chuyên gia rủi ro, nhà hoạch định chính sách, lãnh đạo ngành vào tháng 9 năm 2023 về những lo ngại lớn nhất của họ. Các tác giả của báo cáo cho biết những rủi ro này kéo khả năng thích ứng của thế giới đến giới hạn của nó và kêu gọi các nhà lãnh đạo tập trung vào hợp tác toàn cầu, xây dựng lan can bảo vệ đối với những rủi ro mới nổi đột phá nhất. Theo Sadia Zahidi, CEO WEF, các nhà lãnh đạo thế giới phải cùng nhau giải quyết các cuộc khủng hoảng ngắn hạn cũng như đặt nền móng cho một tương lai kiên cường, bền vững và bao trùm hơn. Top 10 rủi ro toàn cầu. Các rủi ro được nhắc đến nhiều nhất trong 2 năm tới, theo thứ tự là thông tin sai lệch và sai sự thật, các sự kiện thời tiết cực đoan, phân cực xã hội, mất an ninh mạng và xung đột vũ trang giữa các tiểu bang. Ngoài ra, trong top 10 còn có thiếu cơ hội kinh tế, lạm phát, di cư không tự nguyện, suy thoái kinh tế và ô nhiễm. Những kết quả bất lợi từ công nghệ AI cũng được xếp vào nhóm lo ngại trong 10 năm tới. Theo Clint, những đột phá AI sẽ thay đổi triển vọng rủi ro đối với các tổ chức, trong đó nhiều bên phải vật lộn để phản ứng trước những nguy cơ nổi lên từ thông tin sai sự thật, phân tán và tính toán sai lầm chiến lược. Đồng thời, chuỗi cung ứng toàn cầu cũng ngày càng phức tạp hơn do địa chính trị và biến đổi khí hậu, mối đe dọa trên không gian mạng từ ngày càng nhiều kẻ xấu. Do đó, cần tập trung không ngừng để xây dựng khả năng phục hồi ở cấp độ tổ chức, quốc gia và quốc tế, và hợp tác lớn hơn giữa khu vực công và tư nhân để vượt qua bối cảnh rủi ro đang gia tăng nhanh chóng này, bà nói thêm. Tuần sau, các lãnh đạo thế giới sẽ gặp nhau tại Davos, Thụy Sĩ cho sự kiện thường niên của WEF. Tại đây, họ cùng nhau thảo luận về các vấn đề toàn cầu như xung đột tiếp diễn tại châu Âu và Trung Đông, kinh tế và công nghệ. Khẩu hiệu cho Davos 2024 là tái xây dựng niềm tin. Năm nay, thế giới sẽ trải qua hàng loạt các cuộc bầu cử ở các nước như Mỹ, Ấn Độ, Nga, Nam Phi và Mexico. Trong một báo cáo rủi ro khác được công bố hồi đầu tuần, tổ chức Euraser xướng tên cuộc bầu cử sắp tới tại Mỹ là rủi ro hàng đầu của năm nay và AI không được quản lý nằm trong top 5. Nga sẽ ứng dụng AI để phát hiện và ngăn chặn nội dung trực tuyến trái phép. Cơ quan chức năng Nga kỳ vọng công nghệ AI sẽ trở thành công cụ hữu hiệu để sớm phát hiện và nhanh chóng ngăn chặn các nội dung trái phép bị phát tán trên không gian mạng. Nga sẽ ứng dụng trí tuệ nhân tạo để phát hiện sớm và ngăn chặn nội dung trái phép trên không gian mạng. Hãng thông tấn Nga TASS đưa tin, Tổng công tố Liên bang Nga đã soạn thảo một dự luật mới cho phép phát hiện sớm và ngăn chặn nhanh chóng các nội dung trái phép trên không gian mạng bằng hệ thống giám sát thông tin mới. Đại diện Tổng công tố Liên bang Nga cho biết đang cùng với Bộ Phát triển Kỹ thuật số Nga và Cơ quan Quản lý Báo chí, Công nghệ Thông tin và Truyền thông Nga Roskomnadzor soạn thảo dự luật nhằm tạo hành lang pháp lý để ngăn chặn các trang web độc hại bằng cách sử dụng hệ thống thông tin chuyên dụng. Năm 2022, Trung tâm Tần số Vô tuyến Chính GRFC trực thuộc Roskomnadzor đã xây dựng hệ thống Oculus cho phép tìm kiếm các nội dung trái phép trên không gian mạng bằng công nghệ AI, trí tuệ nhân tạo. Các thông tin bị cấm sẽ bao gồm các tài liệu có dấu hiệu cực đoan và khủng bố, kêu gọi tổ chức các sự kiện bất hợp pháp quy mô lớn, thể hiện sự thiếu tôn trọng đối với xã hội, nhà nước và các biểu tượng chính thức của Nga, thông tin về phương pháp sản xuất ma túy, cũng như tuyên truyền về quan hệ đồng giới và quảng bá sản phẩm thuốc lá, rượu bia. Văn phòng Tổng công tố Liên bang Nga cũng lưu ý rằng thông tin trên không gian mạng,
tin nhắn tức thời và các mạng xã hội sẽ được theo dõi liên tục để phát hiện các nội dung trái phép bị cấm. Trong năm 2023, Văn phòng Tổng công tố Liên bang Nga đã gửi tới Roskomnadzor hơn 2.000 yêu cầu ngăn chặn quyền truy cập vào một số nguồn thông tin trên không gian mạng, trong khi 1.699 yêu cầu như vậy đã được gửi vào năm 2022.